xin chào cô chú các anh chị em nha. Đã đến với kênh channel Vui Sài Gòn. Dạ. Em đang ở chỗ ngã ba Tân Kim nè. Ngã ba Tân Kim. Đi thẳng hoài luôn về tới quận 8, bến xe Lộ Đỏ. Đây là ngã ba Tân Kim đi về Hưng Long. Đã lâu rồi chưa có cập nhật lại đoạn đường này. Nhiều cô chú anh chị em cũng quan tâm khúc đoạn đường này. Dạ, còn đoạn đường này em đi thường ngày luôn á, mà không có quay, ít quay á. Bây giờ cập nhật lại giữa tháng 5 năm 2022 nha. Tình hình xem tuyến quốc lộ 50 đi từ ngã ba Tân Kim lên Sài Gòn quận 8 cách xa bao lâu, đi khoảng bao nhiêu cây số nha cô chú các anh chị. Bây giờ dòm cái camera nè, đo đo 574 574 à, ok. Kiyuna vậy nè, Kiyuna 1 nha. Ở đây cũng chào cần vượt, ở đây có mấy căn nhà ở đây à, cũng mới vừa xây xong mà chưa có ai ở nhiều á, quá trời nhà luôn. À, qua tới đây là địa phận thành phố Hồ Chí Minh này nè. Chút xíu khoảng chừng 300m nữa tới cầu Ông Thình. Thì tương lai cầu Ông Thình sẽ được nới rộng ra, mở rộng ra, khúc này cũng vậy luôn, mở rộng ra luôn tuyến đường quốc lộ 50 này và tuyến đường quốc lộ 50B nằm ở bên đây là nó chạy song song, có thể đi ngang và thấy bãi rác Đa Phước luôn. Đây là cầu Ông Thình, dưới chân cầu Ông Thình thì có chợ Quy Đức. Đây chợ Quy Đức nằm sát mấy sông luôn. Đó, em đi tầm giờ này khoảng chừng gần 8:30 rồi.
chút. Đó, đường vào ngã ba Chú Lường thì em cũng có đi review rồi luôn. Đây, đường ở bên đây, nhánh bên đây em cũng đi luôn rồi. Đi về hướng tắc đi về Quỹ Văn Linh, về chợ đầu mối Bình Điền. Chợ Trầm Hổm à. Ở đây con đường à. Đường đi gian nan lắm. Cho nên là đường tắt chứ không có bằng con đường này. Đó, chỉ khi tránh kẹt xe đi đường đó thì được. Đây là tuyến đường cầu nè ha. Con hút cái chỗ này là sẽ trở thành cái vòng xoay. À, tàu của vòng xoay rồi đi lên tuyến đường Vành Đai 2 á. Cái giao lộ để đi vô lên tuyến đường quốc lộ đường cao tốc. Mùa này là mùa sầu riêng à, chín quá trời luôn à. Nay đi rồi đi dọc đường mà toàn thấy quán sầu riêng cũng nhiều. Ở dừa Bến Tre ở đâu cũng vậy à. Vào bãi rác Đa Phước bên phải đó, đi tới khúc đường này là rất là nhiều xe rác. Rất là hôi mùi rác là nên ai mua nhà ở gần ở xã Đa Phước cũng nên cần cân nhắc lại vấn đề đó. Ở gần phải rác Đa Phước này là bất động sản ở đây là đều bất lợi, mua bán kinh doanh ở thua. Theo vô phong thủy là mình không nên ở nhà gần bãi rác, tại vì khí ế bay vô rất là hôi, ảnh hưởng sức khỏe và tinh thần và làm việc không thoải mái. Gần bãi rác Đa Phước, người ta
trước bụi bặm quá trời luôn. Chú anh chị em nếu thấy video này hữu ích, quý vị hãy nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo video mới tiếp theo, cũng như là nhấn nút like, share, comment góp ý giúp em. Có thể là đi ngang nhà cô chú các anh chị thì có thể để lại comment ở phút đoạn dây thứ mấy. Đây là ngay dỗ gần tới chợ Phú Lạc rồi. Chợ Phú Lạc rồi xong rồi tới ngã ba đường Trịnh Quang Nghị, cũng đi hướng về Nguyễn Văn Linh, về cầu Ba Tơ, đi về chợ Bình Điền. Phút này giao lộ chỗ này cũng hơi đông, kẹt xe hoài luôn á, chiều hoặc là buổi sáng đó, giao thông ở đây rất là đông đúc. Từ mấy khu nhà bên quận 8 giải tỏa bớt thì người dân người ta sẽ di cư ra hướng ngoại ô mua nhà giá rẻ, giá thấp hơn, tại vì giải tỏa được đền bù không đủ tiền để mua những nhà quận 8 tương đương là không có, không đủ tiền để mua ở trong nhà thành phố, cho nên phải dạt về vùng quen xa. Đi khoảng thời gian từ 8-9 giờ thì
nó đỡ kẹt hơn ha. Còn đi giờ cao điểm mà thứ hai đầu tuần đi 6 giờ cho đến 7 giờ là kẹt. Rồi chưa kể nhiều khi xe có đoàn đám tang đi qua nữa, xe buýt thì đó xuống dài luôn, hay kẹt xe hoài luôn có thể.
Linh ở đây rất là giao lộ, rất là nhiều xe. Tại vì đi về đây là hướng về cảng Tân Thuận nè, cảng Sài Gòn, quận 4. Về cái cảng đó, từ ở đây là miền Tây đi lên, nhập cảng. Quốc lộ Nguyễn Văn Linh này, đại lộ Nguyễn Văn Linh này, còn đại lộ 5 Sài Gòn. Nó xem như là một cái tuyến đường vành đai 1 đó ha. Rồi tuyến đường ở dưới cả ba Tân Kiên là vành đai 2, xa nữa là vành đai 3. Vành đai là bao bọc luôn, chạy bao bọc thành phố. Từ cảng Tân Tạp nè ha, cảng quốc tế Long An á, đi tuyến đường quốc lộ 50 đi lên đây. Có thể là hướng sau này đi quốc lộ 50B, đi lên cảng quốc tế, cảng Sài Gòn, cảng Tân Thuận nhanh hơn. Đây qua tới xã Bình Hưng rồi nào, quận 8, huyện Bình Chánh chứ. Xã Bình Hưng là huyện Bình Chánh. Đi khoảng vài trăm mét nữa là tới quận 8, bến xe Lộ Đỏ, cầu Nhĩ Tiên Đường, phường 5 quận 8. Đó, vô tới đường này là container là không có nha. Đó, xe container chạy quốc lộ thôi. Bến xe quận 8 này sẽ xin phép tạm dừng video, cũng như hẹn cô chú các anh chị em video tiếp theo. Đây lúc nào cũng đông, ngày xưa cách đây mười mấy năm về trước đi, đoạn đường này ở đây rất ít, không có nhiều, không có đông đâu. Đó, ngày xưa mà từ quận 8 mà đi về cầu Ông Thình là cũng hơi đó là xa xôi đó. Giờ từ quận 8 đi về Cần Giuộc nhanh lẹ. Ngày xưa ta nói từ quận 8 đi về cầu Ông Thình xa dữ vậy, xa lắm đây. Giờ đo lại cỡ chừng một mấy cây nhiêu. Xa đâu bằng dưới các tỉnh miền Tây, dưới quê. Đi toàn là mười mấy, 20 cây không, đi chợ. Đi chợ cơ khơi không là 7-8 cây rồi. Rồi, ở đây là bến xe quận 8 nè ha. Còn gọi là bến xe Lộ Đỏ, người ta thường gọi là vậy á. Ở đây chắc hồi xưa đây là Lộ Đỏ đó. Cho nên là bến xe Lộ Đỏ luôn. Rồi xin chào cô chú các anh chị em nha.